Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục kỳ này có phản ánh Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh khai thác tăng thu bảo hiểm ở khối doanh nghiệp. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị định số 44/2019 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, kể từ ngày 1 tháng 7, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đã bắt đầu chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7 cho trên 51.000 người trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trên 51.000 người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh đã được điều chỉnh tăng 7,19% so với mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6 và đã được chi trả ngay trong kỳ chi trả từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7 với tổng số tiền trên 191 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng so với tháng 6 năm 2019. Trước đó, nhằm kịp thời hoàn chỉnh việc chi trả ngay trong tháng 7 cho 57.000 người theo mức mới, Bảo hiểm xã hội Hưng Yên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan tập trung mọi điều kiện cần thiết hoàn thiện ngay việc điều chỉnh trả theo mức mới. Nhờ có nhiều biện pháp tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị các xã thị trấn trên địa bàn huyện cùng vào cuộc tham gia phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm, nên 6 tháng đầu năm nay, số người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tại huyện Khoái Châu tăng đột biến và hiện đã đạt trên 100% kế hoạch của cả năm 2019, dẫn đầu các đơn vị trong tỉnh. Toàn huyện có trên 144.100 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng trên 15.200 người so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, riêng số người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 143.000 người, tăng trên 20.000 người so với tháng 12 năm 2016. Hiện Bảo hiểm xã hội huyện Khoái Châu đã ký hợp đồng với 4 đại lý thu bảo hiểm thuộc hệ thống Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn, bưu điện, ngân hàng nông nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội với 76 điểm thu và là đơn vị có số điểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhiều nhất tỉnh. Các đại lý điểm thu bảo hiểm này phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền vận động phát triển đối tượng tham gia cũng như hướng dẫn giải đáp những vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thực hiện nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Những năm qua, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm luôn được Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là việc khai thác đối tượng ở khối doanh nghiệp. Trước năm 2016, tỷ lệ doanh nghiệp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội ở tỉnh ta luôn đạt thấp, số tiền thực thu bảo hiểm xã hội bắt buộc không đạt chỉ tiêu. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn, thu hẹp phạm vi sản xuất kinh doanh hoặc thay đổi công nghệ sản xuất, giảm lao động chân tay, không tuyển thêm lao động mới. Một số doanh nghiệp cố tình né tránh trách nhiệm đối với người lao động. Mặt khác, việc quản lý và phối hợp với các ngành để thu bảo hiểm của Bảo hiểm xã hội tỉnh còn hạn chế. Để khắc phục tình trạng này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã phối hợp với nhiều cơ quan để tích cực tuyên truyền để làm sao người lao động và doanh nghiệp hiểu rõ được cái mục đích, ý nghĩa cũng như trách nhiệm trong cái việc phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thì bên cạnh đó thì cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, Sở Kế hoạch Đầu tư để thường xuyên trao đổi thông tin để nắm bắt cái tình hình thực hiện cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để qua đó để có những cái biện pháp cùng với các ngành để đôn đốc để thực hiện đóng đúng, đóng đủ, đảm bảo được quyền lợi hợp pháp theo quy định của nhà nước đối với người lao động. Hàng năm, ngoài việc tham mưu với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập đoàn giám sát thanh tra liên ngành kiểm tra các đơn vị doanh nghiệp sử dụng lao động bảo hiểm xã hội tỉnh, còn phối hợp với các ngành cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền các đơn vị doanh nghiệp chấp hành bộ luật lao động, luật bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động. Công đoàn các công nghiệp chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực tiếp giám sát cái việc thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động ở đó, đồng thời giám sát lẫn nhau trong cái việc mà doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác mà không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc là có thể lách đóng. Một số trường hợp cụ thể là chúng tôi đã phải làm việc với lại bảo hiểm xã hội huyện vào làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp hoặc là chúng tôi chỉ đạo trực tiếp công đoàn cơ sở đó phải thực hiện
cái việc này cho người lao động. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay, toàn tỉnh đã khai thác được gần 3.600 doanh nghiệp với 164.000 người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền là trên 1.190 tỷ đồng, tăng tới trên 600 doanh nghiệp so với năm 2017. Nhờ đẩy mạnh khai thác tăng thu bảo hiểm ở khối doanh nghiệp, nên đến nay tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội toàn tỉnh cũng đã đạt trên 206.000 người, tăng 60.000 người so với năm 2017. Tỷ lệ bao phủ đạt 29,46% so với lực lượng lao động năm 2019, vượt chỉ tiêu kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.